các bạn ơi, hôm nay mình bổ sung vào bữa cơm gia đình món mực dồn thịt rim nước mắm nhé. Với mực ống tươi dồn thịt cùng các loại gia vị cho ra một món ăn, ăn kèm với cơm thật đậm đà thơm ngon nhé các bạn. Đây là nửa ký mực ống nhung châu đã rửa sạch sẽ, từ ngoài vào trong với giấm và muối. Mực này các bạn không lột da hoặc lột da tùy thích nhé. Và đây là 100g tôm lột. Các bạn đem xay hoặc băm nhuyễn nhé. Và đây là 200g thịt nạc hơi có mỡ xay nhuyễn cho nhân có độ béo, không khô nhé các bạn. Một ít hành lá, một củ nhỏ gừng và một miếng nấm mèo. Các bạn đem ngâm nước và rửa sạch sẽ ra như vậy nhé. 10g tỏi băm nhuyễn, 10g hành tím băm nhuyễn và củ gừng băm nhuyễn. Bây giờ mình ướp thịt nha. Mình cho hết thịt và tôm vào, và hành, tỏi, gừng cho vào mỗi thứ một nửa. Nấm mèo cắt nhuyễn cho vào tô thịt. Và cắt nhỏ đầu hành cho vào luôn. Đầu mực mình cắt phần rau dài băm nhỏ cho vào tô. Và nêm vào 2 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng tiêu. Các bạn mang bao tay trộn đều. Và thêm vào 1 muỗng canh nước mắm ngon. Trộn đều hỗn hợp này để 15 phút cho thấm gia vị nhé các bạn. Thịt đã thấm gia vị rồi. Mình múc thịt cho vào bụng mực. Các bạn nhồi vừa đủ thôi, không căng quá nhé các bạn. Khi đầy rồi mình nhét đầu mực vô và lấy tăm nhọn ghim vào để giữ cho đầu mực không rớt ra. Cứ tiếp tục nhồi cho đến hết nhé các bạn. Làm xong mình cho vào nồi hấp trong 20 phút làm mực chín. Bây giờ mình cho 3 muỗng canh nước mắm ngon cùng 2 muỗng canh đường, một ít tiêu, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 ít tương ớt cùng với 2 muỗng canh nước lọc vào tô trộn đều. Mực đã chín rồi, mình gấp ra đĩa rút tâm ra. Tiếp đến, mình để chảo lên bếp, cho vào một ít dầu ăn, rồi cho hết hành tỏi gừng đã băm khi nãy, khìa đến khi vàng thơm. Mình cho hết chén nước sốt đã pha vào, khi nước sôi lên, mình cho mực vào, khìa chở đều cho mực thấm. Khi nước sốt gần cạn, mình cho một ít ớt đỏ không cay xay nhuyễn cho món ăn thêm hấp dẫn. Mực đã thấm nước sốt, cho hành lá vào và tắt bếp. Sắp mực ra đĩa, nào mình cùng ăn cơm thôi, ngon quá! Món này nếu có bạn bè đến chơi, mình làm để lai rai và chai bia cũng rất là ngon nhé các bạn. Nhung Châu cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn yêu thích Bếp Ăn Nhung Châu, xin hãy bấm like, bấm đăng ký kênh để theo dõi tiếp những món ăn kế tiếp của Nhung Châu nha. Xin chào tạm biệt.